Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng Tuấn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt Hackintosh macOS 12 Beta. Đầu tiên thì các bạn sẽ tải về cho mình cái bộ cài đặt macOS 12 Beta. Ở đây mình đã up lên Google Drive thì các bạn mình sẽ để link ở bên dưới thì các bạn sẽ tải về cho mình. Sau khi tải về thì các bạn sẽ được cái một cái file nén như thế này. Thì các bạn sẽ giải nén ra cho mình nhé. Sau khi giải nén xong thì các bạn sẽ được một cái file như thế này. Bây giờ các bạn sẽ tạo cái bộ cài vào trong USB. Thì để tạo được bộ cài thì các bạn tải cho mình cái phần mềm Etcher về. Các bạn download về nhé. Các bạn cài đặt phần mềm cho mình. Các bạn tìm đến cho mình cái file mà các bạn giải nén ra. Các bạn chọn vào cái USB. Như vậy là chúng ta đã tạo được bộ cài macOS 12 beta vào trong USB. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái bộ nạp khởi động EFI để có thể boot được vào macOS. Mình đã tạo một bộ nạp khởi động EFI cho laptop thì các bạn sẽ tải về và chỉnh sửa lại một chút cho nó phù hợp với laptop của các bạn. Các bạn sẽ đổi tên thành FI thôi nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chỉnh sửa file config cho nó phù hợp với laptop của các bạn. Đây là cái hướng dẫn về chỉnh sửa file config. Thì để chỉnh sửa được file config thì các bạn tải về cho mình cái phần mềm Propertree này. Và để lấy được cái thông tin của cái máy Mac thì các bạn sẽ tải về cho mình cái phần mềm ZenFSBIOS này nhé. Các bạn sẽ chạy cho mình cái phần mềm Propertree. Ở đây thì nó yêu cầu là phải có Python thì các bạn nhấn Y Enter nhé. Tiếp theo thì để mở cái file config thì các bạn sẽ vào file open và tìm đến cái file config mà các bạn muốn sửa. Đây. Tiếp theo thì các bạn phải xem là máy tính của các bạn là loại nào. Ví dụ mình là laptop này.
và con chip là Scarlett thì mình sẽ chọn vào cái phần này. Laptop Scarlett. Đấy các bạn ha, đầu tiên là cái mục ACPI này. Thì cái mục này thì các bạn không cần phải sửa đâu nhé. Ở đây họ nói là sẽ thêm một số cái SSDT như thế này. Nhưng ở đây mình chỉ cần là có một cái SSDT laptop này thôi. Còn nếu các bạn không thích dùng cái SSDT laptop này thì các bạn có thể sử dụng tải về những cái SSDT này. Đến cái mục Device Property này. Thì nếu như là cái laptop của mình thì mình không cần phải chỉnh sửa nhé. Ở đây nó có sẵn một số cái rồi thì các bạn cứ để thế thôi, không phải chỉnh sửa. Còn nếu mà các bạn mà muốn chỉnh sửa thì các bạn sẽ làm như theo cái bức ảnh này nhé. Đây là cái phần để nó hiển thị màn hình đấy ạ. Và nếu như mà máy các bạn mà là máy tính để bàn thì các bạn nên sử dụng cái card rời là của AMD thì các bạn cũng sẽ không cần phải chỉnh sửa đến cái device property. Tiếp theo thì các bạn sẽ chỉnh sửa theo giống như trong cái hình bên này nhé. Ở bên đây là no, nhưng bên máy mình là máy tính HP nên là mình sẽ chọn là true nhé. Còn đến cái mục XHCI này thì nó sẽ nói là Z ở đây, nhưng mà đối với cái macOS mà 11.3 trở lên ấy thì sẽ chọn là for nhé. Ở đây thì cái file config của mình thì mình đã chỉnh sửa theo cái của Scarlett rồi, cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là sẽ ít bị sửa. Nếu mà máy tính của các bạn là cái loại khác như là CoffeeLED chẳng hạn thì các bạn sẽ phải sửa theo nhé. Sửa theo chủ yếu là theo cái bảng này thôi. Cái target ở đây là 67. Họ hướng dẫn mình là điền 67. Thì nếu mà điền 67 thì sau khi mà mình khởi động, mình boot được vào cái EFI ấy, thì nó sẽ lock trong cái file lock. Nhưng mà mình không cần thiết nhé. Thì cái target ở đây thì mình sẽ có thể đặt là 0 nhé. Cái mục CQ Boot Mode này thì các bạn để cho mình là Disable nhé. Bởi vì là nếu các bạn để Default thì sẽ bị lỗi đấy. Các bạn lưu ý cho mình, không để là Default theo hướng dẫn mà để là Disable nhé. Tiếp theo đến cái phần Boot App. Cái phần này thì các bạn cũng không cần phải chỉnh sửa gì. Các bạn cứ để mặc định theo cái file config của mình thôi. Với các bạn lưu ý cho mình là cái ALC ID này thì tức là cái này chính là cái để kích hoạt cái âm thanh đấy. Thì sau khi mà cài đặt xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt âm thanh. Các bạn lưu ý này, nếu như mà máy tính của các bạn sử dụng card rời không được hỗ trợ thì các bạn sẽ thêm cho mình cái boot app này. Ở đây đã có sẵn rồi. Còn đây là cái mục về ngôn ngữ. Các bạn copy cho mình cái này. Tức là các bạn sẽ chọn là ngôn ngữ là sẽ là tiếng Anh khi mà các bạn boot vào để cài macOS. Tiếp theo là đến cái phần mà lấy cái thông tin của máy Mac. Của mình thì máy Scarlett, mình sẽ chọn là MacBook Pro 13 một nhé.
như thế này. Chỉ để lấy thông tin thì mình chẳng sử dụng cái phần mềm DNS and BIOS mà mình đã tải về. Các bạn nhấn số 3 nhé. Các bạn sẽ chỉnh sửa sang cái file config như sau. Đây họ đang để là MacBook Pro 14.1 nhé. Mình sẽ sửa lại thành MacBook Pro 13.1. Tiếp theo là đến số series. Như vậy là chúng ta đã có thể thêm được cái thông tin của máy Mac xong. Đây là các cái driver mà chúng ta đã thêm vào đấy. Đến cái phần quick này thì các bạn là true false. Thì thực ra ở đây là mình for cũng được, mà mình nó ở đây họ yêu cầu là cần đối với máy HP thì thôi thì mình cứ sẽ chọn true lên nhé. Còn nếu mà mình để for cũng được, không vấn đề gì. Như vậy là đã xong. Các bạn lưu lại nhé. Và các bạn có thể làm mở lại lần nữa để các bạn kiểm tra xem là đã chắc chắn là lưu lại được chưa, vì có nhiều bạn là trong cái trường hợp là sửa xong mà nó không lưu lại được đâu nhé. Và các bạn lưu ý ở dưới đây, đây là cách cái mà chỉnh sửa cái BIOS để chúng ta có thể cài được máy Mac. Thì các bạn sẽ phải chỉnh sửa cái BIOS của laptop các bạn như hướng dẫn ở đây. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái bộ nạp khởi động EMI. Bây giờ các bạn sẽ cho cái bộ nạp khởi động EMI này vào trong cái phân vùng EMI của USB. Các bạn tải về cho mình cái phần mềm Mini Tool. Các bạn có thể thấy rằng cái phân vùng EFI của USB nó chưa được xuất hiện. Thì các bạn dùng phần mềm Mini Tool Partition Wizard thì các bạn mao cái phân vùng EFI ra. Các bạn nhớ nhấn Apply nhé. Vâng, và như vậy là cái phân vùng EFI của chúng ta đã xuất hiện. Thì tuy nhiên thì khi mà các bạn mở cái phân vùng này lên thì các bạn sẽ không mở được.
Để mở được cái phân vùng MI thì các bạn sẽ dùng cho mình cái phần mềm sau. Các bạn dùng phần mềm Explorer Plus nhé. Các bạn chạy cái phần mềm Explorer Plus này bằng quyền dân admin. Tiếp theo thì các bạn sẽ copy cho mình cái MI mà chúng ta vừa mới tạo ở desktop đấy, copy nhé. Đây là cái phân vùng MI của USB này. Thì các bạn sẽ paste cái MI mà chúng ta tạo vào cái phân vùng MI của USB. Như vậy là đã xong, các bạn đã tạo được cái bộ nạp khởi động MI vào trong phân vùng MI của USB. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt macOS lên chiếc laptop. Các bạn khởi động máy tính và vào BIOS cho mình. Ở đây thì mình sẽ thiết lập lại như mới lúc bắt đầu. Các bạn lại tiếp tục vào BIOS để setup lại. Bạn vào boot option này, các bạn có thể tắt cho mình cái fast boot này đi này. Và các bạn ở đây nếu mà chưa chọn USB khởi động lên đầu tiên thì các bạn chọn USB khởi động lên đầu nhé. Đấy, chọn khởi động từ USB lên trên đầu. Ở trong cái mục secure boot này thì các bạn sẽ disable đi cho mình. Ở đây thì các bạn có thể là bật cái VTX lên và tắt cái VTD đi nhé. Ở đây thì chọn Disable cái gạch LAN này. Tiếp theo đến cái Video Memory Size này, các bạn chọn lên cho mình là 64 hoặc là 128 nhé. Mình chọn 128 đi. Các bạn nhập theo cái số trên màn hình nhé. Các bạn chọn vào cái Intel macOS 12 beta để tiến hành cài đặt. Các bạn chọn vào Disk Utility. Tiếp theo các bạn vào View Show on Device nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ format cái phân vùng mà các bạn muốn cài đặt macOS vào. Ở đây nếu như mà các bạn mà chưa quen ấy, thì các bạn nên là format toàn bộ cái ổ cứng nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mà cài mà có sẵn cái Windows rồi, các bạn muốn cài song song có Windows thì các bạn sẽ xem ở những cái video trước của mình nhé. Cái video mà mình đã hướng dẫn là cài Windows và macOS trên cùng một ổ cứng. Từ đây thì mình sẽ không format cả ổ cứng mà mình chỉ format mình cái phân vùng mà mình muốn cài macOS vào thôi. Các bạn có thể thấy rằng sau khi mà khởi động lại máy tính thì nó sẽ bị một cái lỗi thời gian hệ thống. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lỗi này. Các bạn sẽ nhấn Enter nhé.
Các bạn nhấn phím Z ở bên phải nút Shift nhé. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn phím Xuộc ở bên trái của nút Shift. Các bạn có thể thấy sau khi cài đặt thành công thì máy tính của mình đã có hiển thị được phần trăm pin rồi nhé. Ở đây thì mình đã thay cái cạc Wi-Fi bằng cạc Wi-Fi của Apple, nên là nó đã tự nhận được Wi-Fi, Bluetooth và AirDrop nhé. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là đã chỉnh được, có thể chỉnh được độ sáng màn hình nhé. Và âm thanh thì đã có âm thanh đây rồi. Nếu máy tính của các bạn mà chưa có âm thanh thì các bạn có thể vào Hack-in Tool, vào cái thẻ sao và tìm đến cho mình cái ALC Layout ID đây. Thì các bạn nhấn vào đây, bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó có ID là bằng 3 hoặc bằng 13. Thì do mình đã cài đặt ID bằng 3 rồi cho nên là nó đã tự nhận được âm thanh. Còn nếu các bạn mà chưa có âm thanh thì các bạn có thể vào cái Hack-in Tool này để các bạn kiểm tra xem là cái Layout ID của các bạn là số mấy. Thì các bạn sẽ thay vào cái file config. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là copy cái bộ nạp khởi động EFI từ USB sang cái EFI của ổ cứng để chúng ta có thể khởi động trực tiếp từ ổ cứng nhé. Đây là cái EFI của USB nhé. Và đây là EFI của ổ cứng. Thì các bạn chỉ cần copy cái EFI từ USB chuyển sang cái EFI của ổ cứng. Tuy nhiên thì ở đây thì mình đang dùng có cả Windows nữa nên là mình sẽ không copy như vậy, mà mình sẽ chỉ copy mình thư mục OC thôi nhé. Ở đây là cái thư mục OC cũ này, mình sẽ xóa đi nhé. Mình sẽ copy cái thư mục OC từ USB chuyển sang cái OC bên ổ cứng. Bây giờ mình sẽ tháo cái USB ra. Các bạn sẽ mở cái file config bằng cái phần mềm là OpenCore Config Router nhé. Đây thì để kích hoạt âm thanh thì các bạn sẽ thay cho mình cái boot app đây bằng cái ALC ID đây. Thì lúc nãy các bạn nhìn xem là cái ALC ID của các bạn là số mấy thì các bạn sẽ điền vào, ở đây của mình là số 3 nên mình sẽ để là số 3. Và do máy tính của mình ấy, thì mình không cần thiết những cái còn lại thì mình có thể mình xóa đi nhé. Và cái trừ V này là khi mà các bạn khởi động thì nó sẽ hiển thị ra các dòng lệnh. Thì nếu mà bạn không muốn nó hiển thị các dòng lệnh thì bạn sẽ tắt cái trừ V đi. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lỗi GTC đấy, cái lỗi thời gian hệ thống á. Thì các bạn sẽ thêm cho mình cái đoạn path sau. Các bạn vào cái ACPI nhé. Các bạn vào path này. Các bạn sẽ copy nhé. Ở đây thì mình có thể xóa hết cả cái này đi. Và như vậy các bạn chỉ cần lưu lại là các bạn đã fix được cái lỗi GTC rồi đấy ạ. Tiếp theo thì các bạn mở lại cho mình cái EFI
ổ cứng nhé. Đây, đây là cái MI, cái thư mục OC. Thì như cái máy HP840G3 của mình thì trong các cái mục driver thì mình chỉ cần ba cái driver này thôi. Và cái driver này mình không cần thiết thì mình sẽ xóa đi. Tiếp theo thì đến cái mục cách. Thì các bạn sẽ xem ở đây là cái card mạng LAN của mình thì là đang dùng là Intel MosiCache. Thì mình chỉ giữ lại mình cái card mạng LAN này thôi nhé. Ở đây thì nó đang có rất nhiều cái card mạng LAN. Mình chỉ giữ lại mình cái Intel Mosi này thôi. Cái này là cái cách của mạng LAN nhé. Cái gì top này cũng là của mạng đó. Rồi, mình sẽ xóa trước mắt, mình sẽ xóa ba cái cách này đi. Và đây là cái cách này dùng để cho cái card wifi của Broadcom ấy. Thì mình cũng không cần thiết. Mình sẽ xóa đi. Tiếp theo là do cái bàn phím của mình ấy, là bàn phím PS2. Thì các bạn có thể kiểm tra bên Windows nhé. Các bạn xem là cái bàn phím của các bạn đã thuộc loại nào. Như của mình là PS2. Thì mình sẽ xóa hết hai cái EIC này đi. Nếu mà cái bàn phím trackpad của bạn ấy, cái trackpad của bạn là EIC thì bạn sẽ giữ lại hai cái cách này. Ở đây mình xóa đi nhé. Cái USB inject on này mình không cần thiết và cái HCI này cũng không cần thiết nữa. Thì bạn sẽ thấy rằng có một cái cách, đó là cái ECE Uncho này. Cái cách này dùng để hiển thị phần trăm pin nhé. Đây, hiển thị phần trăm pin là do cái cách này đấy. Cách này là cách mạng LAN ạ. Còn cách này là cách trackpad của mình ạ. Còn cái Apple ALC này là dùng để kích hoạt âm thanh. Cái Lilu với cái Vitua với cái Watergreen này là ba cái cách quan trọng nhé. Là máy nào cũng phải cần có nhé. Cái Watergreen này nó liên quan đến về cái hiển thị màn hình nhé. Sau khi sửa xóa bớt các cái driver và cách đi rồi thì các bạn cũng phải sửa lại ở trong file config. Thì vừa rồi các bạn xóa những cái cách nào thì bây giờ các bạn sẽ xóa nó đi. Ví dụ đây. Bạn sẽ xóa hết những cái cách mà các bạn vừa xóa đi nhé. Là cái phiên bản cách của cái PS2 này của mình này. Cái Voodoo PS2 này là cái phiên bản này là trên cái laptop của mình sẽ không sử dụng được và mình sẽ phải tải về cái phiên bản cũ hơn. Cái phiên bản này là phiên bản 2.2.4 thì mình cần phải có phiên bản là 1.9.2 thôi nhé. Thì các bạn sẽ tải về cho mình. Ở đây thì mình sẽ xóa cái cách này đi. Đây nhé, mình sẽ tải về cái Voodoo PS2 này nha. Lúc nãy là nó là cái Voodoo PS2 này thì sẽ không sử dụng được này. Mình sẽ tải cái này. Đây là phiên bản là 1.9.2 nhé. Nếu như trong quá trình cài đặt Mac OS mà các bạn không sử dụng được trackpad thì các bạn có thể cắm chuột dây vào nhé.
Tiếp theo mình sẽ sửa lại ở như file config. Mình sẽ xóa hết các cái Voodoo PS2 cũ đi. Để thêm cái cách Voodoo PS2 thì các bạn sẽ nhấn vào cái scan này cho mình. Các bạn tìm đến thu mục cách nhé. Ở đây thì mình có cái Vtour AMC, hai cái này là mình không dùng đến này. Thì mình có thể xóa nó đi. Cái Vtour AMC của cái Battery Manager này sẽ kết hợp với cái EC Enable để hiển thị phần trăm pin. Các bạn sẽ lưu lại. Ở đây thì con chuột thanh cuộn nó hơi bị ngược thì các bạn sẽ bỏ cái tích này đi cho mình. Âm thanh thì đã có rồi nhé. Đây là pin ạ. Cái checkpad thì sau khi các bạn khởi động lại máy thì nó sẽ nhận được. Các bạn khởi động lại máy tính và vào boot menu cho mình. Ở cái phiên bản OpenCore này thì mình thấy rằng nó khả không tự xuất hiện cái OpenCore để các bạn sẽ boot vào luôn. Mà các bạn sẽ vào cái boot from file nhé. Các bạn vào EFI. Các bạn vào cái thư mục OC và chọn vào cái OpenCore. Ở đây thì có một bên là Windows và một bên là macOS. Thì các bạn chọn vào macOS để khởi động vào macOS. Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cài đặt Hackintosh macOS 12 beta trên chiếc máy tính laptop của mình là HP840G3 nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký, subscribe, like để ủng hộ và đón nhận những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.